đây cả nhà, đây là hôm nay là có bão, bão mình không biết số mấy nữa, nhưng mà bão quá trời luôn, cái ở trong cái khu công nghiệp bị sập đổ xuống nè cả nhà, quá chừng luôn á, tới mấy xưởng bị luôn, tôn bay ra ngoài luôn, tôn bay xuống đất hết luôn, rồi á tôn bay ra tới ngoài cắt đứt dây điện luôn, ở bên ngoài đường lớn luôn á cả nhà ơi. Ở đây là cái khu công nghiệp của em làm đó cả nhà, nhưng mà cái xưởng em thì không có bị luôn nha. Quá trời luôn á, nó sập nó đổ xuống hết luôn nè. Cái này là chỉ có một xưởng thôi, nhưng mà bao nhiêu đây đó cả nhà, nhiều xưởng, nghe em nghe nói cũng là mấy xưởng luôn. Quá trời nè cả nhà ơi, thiệt hại rất là lớn luôn đó, mưa bão quá trời luôn. Ở đây người ta giăng dây đó cả nhà, không có cho đi tới, em ở trong đó nhưng mà phải đi vòng ra ngoài mới được, chứ người ta giăng dây người ta không có cho mình vô. Đây cả nhà thấy không cả nhà, đây là cái hình ảnh lốc sấy nè, lốc sấy nó đi nó hốt luôn những cái xưởng mai ở trong cái khu công nghiệp lớn ở tại tỉnh Tiền Giang đó cả nhà, nè quá chừng luôn á, sập hết trơn rồi nè. Cái xưởng này là nguyên nè cả nhà, còn cái xưởng này là nó bị sập đổ hết trơn luôn á. Nhưng mà xưởng này là không có người á cả nhà, cho nên là cũng không có bị thiệt hại ha. Không có bị thiệt hại gì người, nhưng mà tài sản thôi. Hôm nay giông bão quá chừng luôn, lốc sấy nó hốt đi. Con bay tường sập hết luôn. Ở đây là một cái bức tường đó cả nhà, bức tường của công ty nè. Nó sập đổ xuống hết luôn đó. Ở đây là cái cảnh gần hơn một chút xíu nha cả nhà. Quá chừng luôn nè cả nhà, xem nó nát luôn. Đó, đổ nát hết luôn, nhưng mà người thì không sao nha. Chỉ thiệt hại về tài sản thôi. Người thì không có sao. Quá chừng luôn. Ở đây chuyện xe ca đi về đó cả nhà, cho nên là rất là ồn. Cả nhà có nghe rõ không cả nhà? Ở đây là cái cảnh gần hơn một chút xíu nha cả nhà. Quá chừng luôn nè cả nhà, xem nó mát luôn. Đổ nát hết luôn, nhưng mà người thì không sao nha. Chỉ thiệt hại về tài sản thôi. Người thì không có sao. Quá chừng luôn. Ở đây chuyện xe ca đi về đó cả nhà, cho nên là rất là ồn. Cả nhà có nghe rõ không cả nhà?